Theo đánh giá, trong 3 năm qua, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối và Thanh tra thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác phòng chống tham nhũng bước đầu đạt một số kết quả nhất định. Hai cơ quan đã quan tâm chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung, phát huy trách nhiệm trong thực hiện quy chế phối hợp. Thông qua việc phối hợp đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó, trao đổi, cung cấp thông tin để kịp thời nắm bắt tình hình, thông tin dư luận đa chiều liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ diện Đảng ủy khối quản lý, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tại Đảng bộ khối. Trên cơ sở thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, hai cơ quan thống nhất bổ sung thêm một số điều khoản trong nội dung ký kết nhằm triển khai có hiệu quả hơn nữa quy chế phối hợp năm 2024.